Kính thưa quý khán thính giả, tác giả của những ca khúc như Lưu Đày hay Nhớ Mẹ, Thiếu tướng Lê Minh Đào đã vĩnh viễn ra đi từ dã cõi trần vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, là một trong những người con dân Việt Nam Cộng Hòa, một trong những người đã làm cho chúng ta phải cảm thương, nhớ nhung và đồng thời cần phải có tinh thần tri ân. Mới đây nhất, Thiếu tướng Lê Minh Đào vừa được vinh danh tại Hạ viện Mỹ là một anh hùng vì đã đấu tranh cho tự do và phục vụ cộng đồng. Được vinh danh tại Hạ viện Mỹ là một vinh dự mà không phải ai cũng có thể có được, nhất là một người tị nạn tại Mỹ. Dân biểu Harry Roda hôm 3 tháng 4 gửi thư cho Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, trong đó ông ghi nhận cuộc đời anh hùng của Thiếu tướng Lê Minh Đào, người qua đời hôm 19 tháng 3 tại bang Connecticut của Mỹ. Lá thư cho biết Thiếu tướng Lê Minh Đào sinh năm 1933 tại Sài Gòn và phục vụ cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến Việt Nam. Dân biểu Harley Soda viết rằng, dù phải chiến đấu trong những điều kiện khó khăn với lực lượng kẻ thù đông hơn gấp nhiều lần, Thiếu tướng Lê Minh Đào đã chống lại anh dũng tại trận đánh mang tên Xuân Lộc, trận chiến lớn sau cùng trước ngày Sài Gòn thất thủ hôm 30 tháng 4 năm 1975. Vẫn theo lá thư của dân biểu Roda, Thiếu tướng Lê Minh Đào và binh sĩ thuộc Sư đoàn 18 Bộ binh của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đứng vững trước những cuộc tấn công liên tục của lực lượng Cộng sản trong 13 ngày liên tiếp. Ông viết tiếp, trận chiến này là một minh chứng cho tài chỉ huy quân sự lỗi lạc của tướng Đào và sự dũng cảm không thể phủ nhận của ông. Dân biểu Rod nói trong bức thư rằng, vì sự lãnh đạo đầy đam mê và truyền cảm hứng của mình, Thiếu tướng Lê Minh Đào sẽ được công nhận vĩnh viễn là một vị anh hùng trong cả cộng đồng người Việt lẫn tất cả chúng ta, những người đặt lý tưởng tự do và dân chủ lên trên hết. Vị dân biểu của Đảng Dân Chủ đại diện địa hạt 48 của bang California, nơi có cộng đồng lớn của người Việt sinh sống, đã kêu gọi tất cả các thành viên Hạ viện cùng vinh danh cuộc đời lỗi lạc của Thiếu tướng Lê Minh Đào, người mà ông cho là đã dành trọn 87 năm cuộc đời đấu tranh vì lý tưởng tự do và phục vụ đồng bào. Con gái của Thiếu tướng Lê Minh Đào, bà Lê Bích Phượng, cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng bà thấy hãnh diện có một người cha, cọp chết để ra, ba chết để tiếng thơm cho con cháu. Sau khi bố của bà được vinh danh tại Hạ viện Mỹ, Thiếu tướng Lê Minh Đào được xem là một trong những tướng lĩnh chỉ huy cấp sư đoàn có khả năng nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó, ông trở thành vị tướng Việt Nam Cộng Hòa bị cầm tù lâu nhất với 17 năm tổng cộng từ Bắc vào Nam. Sau khi được trả tự do ngày 5 tháng 5 năm 1992, Thiếu tướng Lê Minh Đào sang Mỹ vào tháng 4 năm 1993. Tại Mỹ, ngoài việc mưu sinh và lo cho gia đình, ông còn tham gia các sinh hoạt của các hội cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Vào tháng 9 năm 2003, ông là một trong những người sáng lập tổ chức Tập thể Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và giữ chức Chủ tịch Trung tâm Điều hợp Trung ương. Kính thưa quý khán thính giả, trong trận đánh Xuân Lộc vào những ngày cuối cùng của chế độ miền Nam Cộng Hòa, Thiếu tướng Lê Minh Đào đã kiên quyết giữ vững thành trì và ông đã tuyên bố sẽ tử thủ tại Xuân Lộc, nên được mệnh danh là Người hùng Xuân Lộc. Điều mà chúng ta cần phải nói là sau sự kiện 30 tháng 4, ông sau khi trình diện chính quyền mới để gọi là làm theo đúng thủ tục của họ vì ông vẫn không ra đi. Thế nhưng sau đó, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lưu đày ông 17 năm trong các trại cải tạo, và bởi vì là tướng Việt Nam Cộng Hòa có thời gian cải tạo lâu nhất, cũng đồng thời là người kiên quyết không nhận tội, không từ bỏ lý tưởng của mình ngay kể cả trong lao tù, mà tướng Đào đã phải lưu đày từ Bắc chí Nam, từ trại này qua trại khác. Điều mà chúng ta cần ghi nhận là trong những hoàn cảnh éo le, trong những lúc mệt mỏi của lao tù, thì ông vẫn không rơi niềm hy vọng, vẫn sáng tác ca khúc, nhạc họa. Và điều đó cũng là một sự tài hoa của tướng Lê Minh Đào. Ông sinh ngày 5 tháng 3 năm 1933 trong một gia đình có cha là viên chức cho Pháp tại xã Bình Hòa, tỉnh Gia Định. Từ nhỏ, ông đã có tiếng học giỏi và ông đã học tại trường Lycée Petrucci. Theo chương trình Pháp văn, vào năm 1952, ông tốt nghiệp với văn bằng tú tài toàn phần.
Cuối tháng 9 năm 1953, thi hành lệnh tổng động viên ông tình nguyện nhập ngũ vào quân đội quốc gia Việt Nam, mang số quân 53125441. Theo khóa học 10 tuần Trần Bình Trọng tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1953. Ngày 1 tháng 6 năm 1954, mãn khóa tốt nghiệp với cấp bậc thiếu úy hiện dịch. Do có thành tích học tập tốt hạng 18/400, ông được giữ lại trường để làm cán bộ trung đội trưởng, hướng dẫn khóa sinh của những khóa kế tiếp, tức là khóa 11 Phạm Công Tuân và khóa 12 Cộng Hòa. Cuối năm 1955, khi quân đội quốc gia đổi tên thành Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, ông được chọn đi du học lớp huấn luyện viên tại trường võ bị lục quân Fort Benning, tiểu bang Georgia của Hoa Kỳ. Ông được xem là một học viên toàn diện, có thể tự lái trực thăng và làm hoa tiêu phụ bày đền. Đầu tháng 6 năm 1956, sau khi mãn khóa học về nước, ông được thăng cấp trung úy, tiếp tục làm cán bộ và huấn luyện viên của trường võ bị liên quân các khóa 13 thống nhất, khóa 14 nhân vị và khóa 15 lê lợi. Vào năm 1959, Thiếu tướng Lê Văn Kim được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy trưởng trường võ bị liên quân Đà Lạt. Đầu năm 1960, ông được thăng cấp đại úy và chọn làm sĩ quan tùy viên cho tướng Kim. Vì vậy, năm 1961, khi tướng Kim được điều về Bộ Tổng Tham mưu làm phụ tá tư lệnh hành quân, ông cũng được chuyển công tác theo. Đầu năm 1952, ông được cử đi du học lớp tác chiến chống du kích trong rừng già tại Malaysia. 6 tháng sau mãn khóa học, ông về nước phục vụ tại khối nghiên cứu của Bộ Tư lệnh Hành quân. Ngày 2 tháng 11 năm 1962, ông được thăng cấp thiếu tá và được bổ nhiệm làm tỉnh trưởng tỉnh Long An thay thế thiếu tá Nguyễn Xuân Văn Sinh. Khi xảy ra cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, ông được tướng Lê Văn Kim bấy giờ đã thăng trung tướng, là tổng thư ký kiêm ủy viên ngoại giao của Hội đồng Quân nhân Cách mạng triệu hồi về Sài Gòn để chuẩn bị nhân sự. Tuy nhiên, sau đó không lâu, tướng Nguyễn Khánh đã thực hiện cuộc chỉnh lý để loại bỏ ảnh hưởng của tướng Trần Văn Đôn, tướng Tôn Thất Đính, tướng Lê Văn Kim và Mai Hữu Xuân để lên nắm quyền lãnh đạo. Bị cho là thuộc cấp thân tín của tướng Lê Văn Kim nên cuối năm 1964, tướng Đào phải bàn giao chức vụ tỉnh trưởng lại cho thiếu tá Nguyễn Văn Lộc. Đầu năm 1965, ông được bổ nhiệm vào chức vụ chỉ huy, bắt đầu sự thăng tiến trong binh nghiệp. Ban đầu là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 31, sư đoàn 21 bộ binh. Không lâu sau, ông được thăng chức làm trung đoàn phó trung đoàn 31. Đầu năm 1966, ông được điều trở về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4, giữ chức vụ giám đốc trung tâm hành quân. Vào tháng 9 năm 1967, ông được tân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bổ nhiệm làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tỉnh Trương Thiện, thay thế cho Trung tá Trương Dành Quay. Ngày Quốc khánh mùng 1 tháng 11 năm 1968, ông được thăng cấp trung tá tại nhiệm. Cuối tháng 2 năm 1969, bàn giao chức vụ tỉnh trưởng Trương Thiện lại cho Trung tá Nguyễn Văn Ngưu, ông chuyển sang làm tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tỉnh Định Tường, thay thế cho Trung tá Huỳnh Ngọc Diệp. Ngày Quân lực mùng 19 tháng 6 năm 1970, ông được đặc cách tại mặt trận thăng cấp đại tá tại nhiệm. Thời gian này, ông thường xuyên tiếp xúc và có mối quan hệ thân thiết với John Bonvan, cựu trung tá lục quân Mỹ, cố vấn cao cấp của chương trình Bình Định và Phát triển Nông thôn tại quân đoàn 4, và ông đã gây được ấn tượng tốt, thiện cảm với John Bonvan, một yếu tố có ảnh hưởng quan trọng đến kể cả sự nghiệp của ông sau này. Trong chiến cuộc xuân hè năm 1972, John Bonvan bấy giờ là tổng cố vấn trưởng của Hoa Kỳ tại quân đoàn 2, đã đề nghị Trung tướng Ngô Du, tư lệnh quân đoàn 2, bổ nhiệm đại tá Lý Tổng Bá và ông Đào vào các chức vụ tư lệnh sư đoàn tại quân đoàn 2. Bởi viên cố vấn này cho rằng đấy chính là những sĩ quan trẻ, năng động và có kinh nghiệm chiến trường. Không lâu sau đó, đại tá Bá nhận chức tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Đến tháng 3 năm 1972, ông nhận lệnh bàn giao tỉnh Định Tường cho đại tá Trung Văn Bông. Sau đó một tháng, do ảnh hưởng của cố vấn Van, ông được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu bổ nhiệm vào chức vụ tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh, kiêm tư lệnh biệt khu 31 chiến thuật, thay thế Thiếu tướng Lâm Quang Thơ. Thời điểm ông làm tư lệnh quân đoàn 18 bộ binh, các sĩ quan cao cấp chỉ huy và tham mưu gồm các vị như là Đại tá Lê Xuân Mai, tư lệnh phó, Huỳnh Thao Lược, tham mưu trưởng, Hứa Yến Lến, tiếp vận hành quân, Ngô Văn Hưng, chỉ huy trưởng pháo binh,
Lê Xuân Hiếu chỉ huy trung đoàn 43, Trần Công Minh chỉ huy trung đoàn 48, Ngô Kỳ Dũng chỉ huy trung đoàn 52. Tháng 6 năm 1972, không lâu sau khi nhận chức tư lệnh sư đoàn 18, ông được tư lệnh sư đoàn đưa vào An Lộc thay thế sư đoàn 5 bộ binh, vốn đã bị thiệt hại nặng nề qua những đợt tấn công trong trận An Lộc trước đó. Với sự tăng phái của Liên đoàn 5 Biệt động quân, Sư đoàn 18 trở thành đơn vị phòng thủ chính tại phía Bắc Sài Gòn. Ông nhiều lần chỉ huy sư đoàn liên tục hành quân giải tỏa trục đường 13, làm giảm áp lực bao vây của địch phương vây quanh An Lộc. Do chiến tích này nên ngày Quốc khánh Đệ nhị Cộng hòa mùng 1 tháng 11 cùng năm, ông được đặc cách tại mặt trận thăng cấp chuẩn tướng tại nhiệm khi mới 39 tuổi. Đầu tháng 6 năm 1974, ông được lệnh của Trung tướng Phạm Quốc Thuần là tư lệnh quân đoàn 3 đưa sư đoàn 18 tiến vào Bến Cát trong chiến dịch Tam Giác Sắt với mục tiêu đánh bật các đơn vị quân giải phóng miền Nam Việt Nam đang rà soát các cứ điểm tại đây như một đàn bàn đạp để tấn công hỏa lực chỉ cách Sài Gòn 30 km. Dù nhanh chóng chiếm lại được cứ điểm An Điền trong các đợt giao tranh tại cứ điểm Rinet đồi 82 Rạch Bắp, trước sự chống trả quyết liệt của địch phương, sư đoàn đã bị thiệt hại nặng nề sau 20 ngày giao chiến. Vì thế sư đoàn 5 bộ binh tiến vào thay thế, và mãi đến cuối tháng 11 năm 1974, quân đội Việt Nam Cộng Hòa mới chiếm lại được các cứ điểm còn lại. Với thành tích chiến đấu trên chiến trận, sư đoàn 18 trở thành một trong những sư đoàn tốt nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, đến đầu tháng 4 năm 1975, sau khi đã để mất phân nửa diện tích lãnh thổ vào tay đối phương, cùng với thiệt hại 40% binh lực chỉ gần sau một tháng, với kế hoạch nỗ lực tối đa, cố gắng thiết lập bao phòng tuyến Tây Ninh, Phan Rang và quan trọng nhất là Xuân Lộc, các tướng Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa hy vọng sẽ chặn đứng được đà tiến công của đối phương, giữ vững những phần đất còn lại của Việt Nam Cộng Hòa để đạt được một chút lợi thế còn lại trong đàm phán. Và tướng Lê Minh Đào được chính Tổng thống Thiệu chỉ định làm chỉ huy trưởng của phòng tuyến để thể hiện rõ quyết tâm, tướng Đào tuyên bố ông sẽ tử thủ tại Xuân Lộc. Phòng tuyến Xuân Lộc dù được bố phòng kỹ lưỡng với binh lực tại chỗ hơn 25.000 quân, gồm sư đoàn 18 và 3 chiến đoàn hỗn hợp, cùng với lực lượng tăng cường là liên đoàn 81 biệt cách dù, lữ đoàn 1 nhảy dù, đồng thời với sự hỗ trợ tối đa của không quân. Nhưng trước sự đàn áp và áp đảo toàn diện của đối phương, sau khi các phòng tuyến Tây Ninh, Phan Rang lần lượt thất thủ, phòng tuyến Xuân Lộc trở nên mất tác dụng. Ông cùng với các đơn vị còn lại được lệnh rút về Biên Hòa, cánh cửa thép Xuân Lộc bị phá vỡ. Sau 11 ngày kịch chiến, sư đoàn 18 với hàng ngàn binh sĩ đã bị đối phương bắt giữ. Phó Tổng thống Trần Văn Hương kế vị sau khi Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức vào ngày 21 tháng 4. Để khích lệ tinh thần các tướng lĩnh chỉ huy, ngày 24 tháng 4, Tổng thống Hương thăng cho ông lên cấp thiếu tướng. Nhưng điều đó vẫn không giảm được đà tiến vũ bão của đối phương. Tối ngày 29 tháng 4, ông nhận được lệnh tiếp tục lui quân và sau đó là lệnh đầu hàng vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Sau năm 1975, ông ra lệnh giải tán đơn vị và tìm cách về Cần Thơ rồi quay lại Sài Gòn. Đến ngày 19 tháng 5 năm 1975, ông bị bắt đi học tập cải tạo do thái độ bất hợp tác nên ông bị giam cầm tới 17 năm, lâu nhất trong tất cả các tướng Việt Nam Cộng Hòa. Mãi đến ngày 5 tháng 5 năm 1992, ông mới được trả tự do. Ông về ở với mẹ tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào năm 1993 tháng 4, ông được xuất cảnh sang Hoa Kỳ theo diện HO và định cư cùng gia đình tại tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ. Khi được hỏi về việc học tập cải tạo, ông cho rằng nói cải tạo để dùng cái mỹ từ cho nó đẹp chứ, đi đày tụi tôi thôi chứ cải tạo cái gì, sự thật ai cải tạo ai. Bây giờ phải nói rằng trình độ tụi tôi với tất cả cuộc sống của tụi tôi có cần những người cải tạo để đưa tụi tôi từ mức một con người biết đầy đủ tất cả nhân phẩm xuống thành con thú vật đâu. Và kính thưa quý khán thính giả, cuộc đời của tướng Lê Minh Đào đã kết thúc với rất nhiều những thăng trầm và sự vinh danh của Hạ viện Mỹ khi coi tướng Lê Minh Đào là một anh hùng, là một sự an ủi và một niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt Nam. Cho dù thua trận, nhưng chiến tích anh hùng và sự cương quyết cũng như kiên trì làm những phẩm chất của một người lính. Và không hổ danh là một trong những vị tướng tài năng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tướng Lê Minh Đào, ngay kể cả khi ra đi, vẫn làm hãnh diện cộng đồng người Việt Nam khắp bốn phương. Xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình Thời sự của VOV TV.
Hẹn gặp lại quý khán thính giả trong các chương trình tiếp theo.